Hey, chào mọi người. Nay mình làm video ngắn, mình lại chia sẻ với các bạn về một cái mẫu chạy scale nhá, ở trên cái đàn này. Mình sẽ chia sẻ với các bạn nhanh thôi nhá. Quay cái camera để các bạn xem nhé. Thì cái mẫu này nó rất là dễ. Đó, thì chạy các bạn để ý này. Mình chạy từ ngăn 5. Mình bắt đầu từ ngăn 5 nhá. Mình sẽ đứng như này cho các bạn xem nhá. Rồi mình bắt đầu chạy nha. Mình chạy mẫu một lần này rất chậm này, cho các bạn xem này, rất là. Đó. Mẫu này. Đến mẫu này trên guitar điện nhá các bạn nhá, rất là. Chúng ta tập, nếu trên guitar thùng chúng ta không tới, đây thì chúng ta chỉ đánh đến ngăn 12, đến ngăn này thôi, 12, 13, 14, 15 thôi, đó, thì chúng ta có thể, thì chúng ta cứ tập mấy cái mẫu ở dưới thôi, chúng ta có thể chuyển xuống đây, ngăn 1, từ ngăn 1 chơi cũng được, ví dụ như là ngăn 1 chơi guitar gỗ này, chúng ta sẽ đánh. Thể chơi như vậy. Mà trên guitar điện thì mình sẽ chỉ cho các bạn từ ngăn 5. Nói chung là từ ngăn 5 các bạn có thể chuyển sang bất kỳ cái tông nào mà các bạn muốn, ngăn nào các bạn muốn, ngăn 3 muốn, 2 cũng được. Đó, mình chỉ lại nhá, chậm này. Nha. Đây 6 này. Đó. 1 3 4 2 3 4. Tiếp tục kéo đến ngăn 7 này. Ngăn 7 này thế rồi. 1, 2, 3. Tiếp tục. Vẫn ngăn 7 này. Dây 4 này. Tiếp tục này. Kéo lên ngăn 9 này. Ngăn 1, ngăn 9 này. Đó. 1, 2, 3. Tiếp tục vẫn là ngăn 9 này. Dây 3 này. 1, 2, 3 này. Tiếp tục này. Tiếp tục này, ngăn 10 này. 2, 3, 4, dây 2. Tiếp tục đẩy lên. Đẩy lên ngăn 10. Ngăn 11, ngăn 12 này. 1, 2, 3. Dây cuối cùng. 2, 1, 2, 3. Đó, làm lại nhá. Thấy chưa? Thì chúng ta có được mẫu scale đúng không? Đó, chúng ta có thể chạy như vậy đúng không? Làm chậm nhá. Lại chậm lại một lần nữa này. Dây 6 này, ngăn 5 này. 1, 2 à, 1, 3, 4 này. Tiếp theo 1, dây 5 này, 1, 3, 4 này. Tiếp theo, kéo lên ngăn 7 này. 1, 2, 4. Đó, 1, 2, 4. Tiếp theo này. Dây 4 này, vẫn là ngăn 7. 1, 3, 4. Tiếp theo, kéo lên 7. 7 này, 8, 9 này, ngăn 9 này. 1, 2, 3. Tiếp theo, vẫn ngăn 9 dây 3 này. 1, 2, 3. Tiếp theo, ngăn 10 này. Dây 2 này. 1, 3, 4. Tiếp theo kéo lên ngăn 10, 1, 12 này. 1, 2, 4. Tiếp theo này vẫn là ngăn 12 này. Dây 1 này. Đó, 1, 2, 3. 10 này. À 12 này. 13, 14, 15. 15 này. Đến 16 này. 15, 17. Đó, dây guitar điện là như vậy. Nó rất là cao. Cái guitar gỗ thì không tới được đúng không? Chạy chậm nữa các bạn nhé.
chúng ta chạy nó cũng được một cái mẫu scale rất là dễ và đơn giản. Thì chúng ta tập cứ tập thường xuyên, tập hàng ngày, cứ tập đi tập lại. Đó. Scale để chúng ta tập. Đó. Mình hy vọng là các bạn học được gì đó trong cái video này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.